Ok, thì tiếp theo sẽ là cái bài thứ 5 trong cái chuỗi 50 bài tập cơ bản này của mình ha. Thì cái bài này thì như tất cả các bài trước, ok, thì cái bài này mình sẽ phân tích chút xíu là bài này được cấu tạo bởi ba bộ phận hoặc là bài này được gia công như thế nào, đúng không? Đó, ví dụ như bài này mình nếu mà cấu tạo theo bộ phận đi ha, thì mình hiểu năm nay thằng này nó sẽ được cấu tạo bởi ba bộ phận. Đầu tiên là cái đế này. Rồi trên cái cạnh cái đế nó sẽ có một cái khối gì đây? Đó, cái khối này. Còn bên hông cái cạnh cái đế, bên hông cái đế thì nó sẽ có một cái khối hình tam giác như vậy. Ok chưa? Đó, đây, khối hình tam giác như vậy. Được chưa? Đó, vậy là nếu mà phân tích theo kiểu bộ phận thì thằng đây nó đang có ba bộ phận. Còn nếu mà phân tích theo cái kiểu gia công, đúng không? Tại vì đây là một chi tiết, đúng không? Thì để làm sao để gia công được nó thì mình hiểu năm nay mình sẽ có nguyên một cái khối hình chữ nhật đây hơn. Rồi bên hông nó sẽ có một cái khối cắt xéo gì. Rồi bên này nó sẽ có một cái khối hình tam giác cắt xéo xuống. Ok ha. Thì mình sẽ có rất nhiều cách để mình phân tích. Rồi thì mình coi thử mình đang hiểu, mình làm được một cách rồi hơn thì mình thì ưu tiên mình làm thêm một cách khác. Đó, để mình có nhiều cái tài liệu ha. Rồi ở đây mình sẽ cũng làm một cách. Rồi trong quá trình làm mình sẽ chỉ mọi người thêm một vài cách nữa ha. Ok, thì các tài liệu nội dung mình đang cung cấp thì mình sẽ đăng ở đây ha. Và nhớ vào trong group này của mình để lấy được thông tin tài liệu, nội dung và những cái gì mọi người có thắc mắc gì đó thì cứ đăng trực tiếp lên để mình hỗ trợ ha. Rồi, quay lại cái bài tập. Thì ở đây mình để ý là mình chỉ còn vẽ cái đế lên trước đi, đúng không? Đó, mình phát hiện ra là mình còn vẽ cái đế lên trước. Rồi mình chọn cái mặt này, mình vẽ cái hình này. Mình chọn cái mặt bên hông, mình vẽ hình tam giác là xong. Ok ha, thì cái đó là thấy đơn giản nhất, ưu tiên dứt liền, không cần phải bàn cãi. Bước 1 chọn mặt phẳng cần phát thảo. Vẽ cái đế ra chưa? Thì khi mà mình nhìn vào cái đế mình coi thử mình vẽ cái gì? Ở đâu? Bắt đầu từ đâu? Ok, thì mình thấy là à đây nè, đúng không? Vẽ ra. Đúng không? Là xong rồi. Vẽ này ra, đó 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 đó, tới này. Ok ha, vậy là ngay đây sẽ là cái điểm mà dễ vẽ ha, hoặc là ngay đây cũng được. Ok ha, vậy là những cái điểm gấp. Đúng rồi. À, vậy mà nôm na là mình sẽ vẽ nó tại những cái điểm gốc. Rồi, từ đang vẽ đường thẳng làm sao vẽ được đường cung thì mình nói rồi ha. Rê con chuột vào cái điểm mình vừa kích ra xong. Đó, thì mình sẽ vẽ được đường cung. Đó, rê con chuột vào lại cái điểm mà mình vừa kích ra xong ha. Vẽ phát thảo ra tương đối thôi nha. Đó, vẽ xong nhớ tạo ràng buộc giùm mình. Vẽ xong nhớ tạo ràng buộc giùm mình. Ok chưa? Đó, kéo lại. Kéo lại xuống chút xíu ha. Ok, đó, một cách tương đối như vậy, đúng không? Vẽ phác thảo sao cho nó tương đối như cái hình của mình còn là xong, là thành công rồi ha. Đó. Rồi, được chưa? Bắt đầu tạo ràng buộc ghi kích thước. Thì ở đây mình không có cần tạo ràng buộc ha, thì mình chỉ cần ghi kích thước nữa là xong. À, thì qua tới cái bài thứ 5 đây mọi người hiểu được cái vấn đề những cái ràng buộc đây rồi đúng không? Đây sẽ là những cái hiển thị ràng buộc thì mình ưu tiên mình sẽ tắt đi ha để mình làm cho nó dễ. Chọn vô mất công ha, hoặc là mọi người nếu muốn hiển thị ràng buộc mọi người cứ cần kích vào đối tượng đó thì nó hiển thị nè. Đó, đối tượng nó có những ràng buộc nào thì nó hiển thị ở đây. Đó, cũng là một cách để nhanh ha. Rồi, quay lại 50 60 đọc bạn vẽ giùm nha, 50 nè, ngang qua 60 nè, hình chiếu ngang qua 60 nè. Rồi, đọc tới đâu làm tới đó giùm mình. 50 60. Ok chưa? 20. Rồi gì nữa? 30. 30 ha, từ đây tới đây. Từ đây tới đây 30. Rồi, cái lúc mà mọi người ghi kích thước á, thiệt ra không cần phải quan tâm nó là nằm ở vị trí trong khi mà vẽ 3D hơn, không còn quan tâm thằng này nó nằm như thế nào, có đẹp hay không rồi này nó không cần nhá. Không còn cứ ghi kích thước thì mình sẽ qua bên drawing bên bản vẽ 2D mình ghi cái sau. Còn khi mà mình vẽ thì mình ưu tiên mình bố trí sao cho mình thuận tiện chỉnh sửa di chuyển và tránh cái trường hợp mà chồng đè lên nhau như gì đó, đó kiểu gì thôi. Ok, còn rộng rãi thoải mái là được, không còn quá quan trọng. Ở đây nó sẽ có là ba cái thằng R10, gì có nghĩa là thằng này và thằng này có cái ràng buộc là gì bằng nhau và mình chỉ cần ghi một thằng là 10 là xong. Ok, vậy là đen, biên dạng của sketch của mình đen là thành công rồi. Mình dựa trên thằng này mình dựng khối lên luôn, dựng lên nhiêu 10 xong. Ok chưa? Rồi theo như cái bản vẽ, theo như cái hình chiếu như vậy thì cái bề mặt bên sau đây này sẽ là cái bề mặt này, đó có cái hình chiếu này.
rõ ràng chưa? À vậy thì đương nhiên là vậy, mình chọn cái mặt phẳng này để mình sketch, và hình chiếu thì là từ đây này đó, nhấn nút cách một cái hơn đúng không, hình chiếu này đúng chưa, rõ ràng chưa, rõ ràng chưa, ok ha. Vậy là hình chiếu nó phải thẳng như vậy này, nhấn nút cách một cái chọn vô đó, thẳng thớm vậy ha, vẽ đúng chưa, rồi vẽ. Vẽ phát thảo ra ha, nhớ là vẽ cái hình đằng sau đây nha, đó vẽ cái hình đằng sau đây nè, đó đúng không, tại vì cái nghiêng cái hình này sẽ là cái nghiêng cái cạnh đằng sau nè, còn cái đường thẳng 10 đây là cái độ dày của cái thằng tam giác này nè, ok ha. Rồi bỏ đây, ok quá đẹp, được chưa. Rồi bắt đầu mình ghi kích thước chút xíu nha, ở đây thì mình sẽ có kích thước này là 20 nè, ok từ đây thế này là 30, nó cho sao thì mình ghi vậy nha, từ từ cái việc mà tính toán đồ này nọ sau nha, cứ cho sao ghi vậy giùm mình, từ thằng này tới thằng này là 10 thì đồng nghĩa với việc thằng này cũng sẽ là R10 đúng không, đó hiển nhiên ha. Coi thử thằng này có đủ ràng buộc chưa, có rồi, tiếp tục thằng này lên 10, ok chưa. Rồi thằng này cao bao nhiêu nữa, cao bao nhiêu nữa là xong, từ phủ bì từ dưới đáy lên thằng này là 50, từ dưới đáy lên thằng này 50, ok chưa, ok chưa. Rồi dựng khối và nhớ dựng như thế nào nha, dựng cái chiều nào nha, dựng cái chiều nào, mình đang ghi là nãy mình ghi kích thước phủ bì 50 60 là mình ghi phủ bì hết rồi ha, thì khi mà dựng khối độ dày là 10, độ dày là 10 thì nhớ dựng khối vô nha, dựng khối ngược vô chăm xong. À vậy là mình xong, giờ mình vẽ hình tam giác bên này nữa là xong rồi đúng không, cái hình tam giác đây nữa là xong rồi, cái hình tam giác đây thì thiệt ra nó là cái hình nối bởi từ đây xuống đây ngang qua đây ha. À thì mình ôm lại cái gì, convert nha, ví dụ mình có hai cái đường này mình có sẵn thì mình có thể chọn vào hai đường này và kích vào lệnh convert, hoặc là nhấn phím tắt chữ S để có hiển thị hộp thoại lệnh nhỏ đây, chọn cái lệnh convert đó là mình sao chép lại được hai cái hình, hai cái đường thẳng rồi ha, mình chỉ còn việc nối thằng này lại là xong rồi, ít chút ra 10 ngược qua bên trong, đồng ý. Vậy là mình xong luôn cái bài thứ mấy đây, cái bài thứ 5 trong cái chuỗi 50 bài tập cơ bản này của mình, cái tất cả các tài liệu và thông tin khóa học đồ này nọ, các dịch vụ mình cung cấp mình đều đăng hết trên kênh group này và cái kênh YouTube này của mình. Đây sẽ là video một cái buổi học tham khảo trong các chuỗi các bài tập của mình dạy ha, mọi người nên tham khảo để biết được cái lộ trình học như thế nào và cách thức học như thế nào ha, và tài liệu này nọ như thế nào ha. Đây sẽ là video giới thiệu về tài liệu và các dịch vụ, ok rồi, chào mọi người.